Vừa qua, một đoạn video về một bạn nữ tại Long An đưa thú cưng của mình trong tình trạng nguy kịch đi chữa bệnh, trong khi tỉnh này đang tiến hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, cũng như quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Khi đến chốt kiểm dịch, một cán bộ an ninh đã yêu cầu hai bạn dừng xe và nghiêm túc giải thích về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, cũng như tiến hành xử phạt. Tuy nhiên, hành động của người này lại khiến cộng đồng nảy ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc làm của chiến sĩ này là hoàn toàn đúng theo quy định, nhưng cũng xuất hiện nhiều bất bình khi người này đã sai khi tự ý quay và đăng tải video có hình ảnh của người khác lên mạng xã hội khi chưa được phép. Ngay sau đó, tài khoản Zalo được cho là của người cán bộ này đã có những giải thích về vụ việc. Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn những lời góp ý của quý vị. Tôi xin nhận về mình những sai trái, những lời nguyền rủa. Nếu như mọi người cho rằng tôi làm sai, nếu như mọi người nghĩ rằng tính mạng của một con mèo cũng như tính mạng một con người. Và trích một phần trong lời giải thích của anh như sau. Bạn gì đó là chủ con mèo ơi, nếu thật sự bạn quý con mèo của bạn hơn cả tính mạng của bạn, tính mạng của mọi người trong gia đình bạn, thì tôi xin chân thành xin lỗi. Tôi xin chân thành xin lỗi tất cả mọi người trên cộng đồng mạng. Kính chúc tất cả quý vị trên cộng đồng mạnh khỏe và cùng nhau chiến thắng đại dịch này nhanh nhất. Kính chúc bạn chủ con mèo và gia đình bạn thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.